Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Thì như các bạn đã thấy trên bàn mình đây đang là một chiếc bàn phím cơ K100 với hệ thống đèn LED RGB và nó đang sử dụng Blue Switch với rất là nhiều chế độ LED. Đó là LED RGB thì cho nên là mình có thể tùy chỉnh được rất là nhiều chế độ, cũng như là có thể có rất là nhiều cái kiểu LED khác nhau, rất là đẹp, tùy chỉnh được màu nữa, cả phần mềm rất là ngon. Tuy nhiên thì sau một thời gian sử dụng thì mình cũng cảm thấy là khá là chán với lại chiếc bàn phím này rồi. Mình muốn có một cái gì đó mới mẻ thì hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu cho các bạn một cái thứ mà có thể làm thay đổi hoàn toàn cái bàn phím của mình và giúp cho nó đẹp hơn cũng như là sẽ mới lạ hơn, đỡ nhàm chán hơn trước rất là nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn xem cái sản phẩm đó là gì nhá. Rồi, đây chính là cái sản phẩm mà sẽ làm thay đổi cái bàn phím của mình rất là nhiều. Theo các bạn nghĩ thì cái này là cái gì? Không sai, chính là cái bộ keycap và nó được bọc ở trong một cái hộp giấy rất là to như thế này. Ở phía trong này sẽ là một cái bộ keycap. Thì mình mở ra, nó hơi dài một chút. Đấy. Ở trong này nó sẽ có hai cái lớp mút để bảo vệ cho cái bộ keycap này chống trầy với lại chống va đập. Thì ở phía dưới này chúng ta sẽ thấy đây. Đó. Bộ keycap của chúng ta sẽ nằm gọn ở trong một cái khay nhựa. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là nó có một chút khác biệt so với những bộ keycap bình thường. Thì các bạn nhìn qua thì đã thấy là nó là hình tròn rồi. Đó, khác biệt khá là lớn. Đó. Thì cái này nó còn có một cái điểm đặc biệt nữa mà các bạn cần phải biết về cái bộ keycap này. Để mình lấy một cái ra cho các bạn coi. Chắc hẳn các bạn trước đây đã biết đến cái bộ keycap Crystal rồi đúng không? Thì cái bộ này sẽ là bộ keycap kết hợp giữa bộ keycap Crystal và bộ keycap máy đánh chữ, tức là keycap tròn á. Để mình zoom lại gần cho các bạn cùng coi. Ở thì bộ keycap tròn này, ngoài là nó hình tròn ra thì nó sẽ có bọc thêm một cái lớp nhựa, phủ một lớp nhựa trong suốt ở xung quanh đó. Thì khi mà các bạn lắp vào đèn LED nó sẽ chiếu xuyên qua các cái viền này nữa. Và cái bộ này có một cái đặc biệt là những cái viền của nó sẽ có một chút gợn gợn lên như thế này, để tạo cho cảm giác khá là hay. Khi mình bấm thì nó sẽ có một cái chút gì đó hơi rít rít ở xung quanh cái viền này nhá, chứ không phải là ở giữa đâu. Ở giữa thì nó vẫn là màu bóng đó. Tuy nhiên thì cái này thì nó bóng như vậy thì nó lại không có bám mồ hôi, cũng như không bám vân tay các bạn ạ, mà nó cũng không bám bẩn luôn, rất là tốt. Ngoài ra thì cái keycap này nó khá là ngắn, cho nên là cái đèn LED nó sẽ chiếu ở dưới chân khá là nhiều, và cũng như cái cảm giác ấm thì nó cũng sẽ nông hơn là những cái bàn, những cái keycap khác. Đó, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ cùng thay cái bộ keycap này vào trong chiếc bàn phím K100 RGB mình đặt cả sẵn ở dưới đây. Thì cũng như thường lệ thì mình sẽ dùng một cái tuyệt kỹ khá là hay, đó là sau nhiều năm mình hay keycap, mình sử dụng keycap rồi thì mình sẽ có một cái tuyệt kỹ, đó là chỉ cần búng tay một phát thôi là tự động nó thay cho mình luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thử áp dụng cho bạn coi nhé. Ây da, tạt rồi. Ây da, lại nhá. Ta-da! Đó, sau khi mình búng tay thì toàn bộ cái keycap đã được lắp vào bàn phím một cách rất là nhanh chóng. Đây là một tuyệt kỹ mà chỉ có mình mới có thể làm được thôi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn nhìn sơ qua chiếc bàn phím này. Đó, các bạn có thể thấy là cái keycap sau khi mà được lắp lên thì các cái hệ thống đèn LED ở phía dưới nó sẽ được đánh lên và nó sẽ xuyên qua các cái mép của những chiếc bàn, những cái keycap này. Thì do cái mép cái này được làm thiết kế trong suốt cho nên nhìn rất là đẹp. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nó tỏa thêm cả vòng tròn xung quanh nữa, nhìn rất là độc đáo. Thì các cái ký tự của chiếc bàn phím này cũng rất là nhỏ, cho nên các bạn nhìn thấy nó cũng dễ chịu và nó cũng khá là xinh xắn, đẹp. Ngoài ra thì có một cái điểm cực kỳ cần phải lưu ý là khi mà lắp cái này lên thì mình sẽ dễ bấm nhầm, nhất là lúc đầu mình sử dụng chưa có quen thì rất là dễ bấm nhầm các nút với nhau. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều và gõ chính xác hơn, nó cũng rất là thoải mái thôi. Bây giờ mình sẽ thử gõ một đoạn cho các bạn cùng nghe nhé. Sau khi mình lắp lên thì cái cảm giác gõ của nó cũng thay đổi khá là nhiều. Vì cảm giác thì mình
nó gõ nó sẽ nông hơn một chút và cái tiếng nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu thôi chứ không nhiều. Đó, thì đó là những cái thay đổi đặc biệt về chiếc bàn phím sau khi mình đã lắp cái bộ keycap mới này. Thì các bạn có thể thấy là rõ ràng là nó đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Và ngoài ra thì nếu như mà các bạn sử dụng một thời gian dài thì cũng cần phải có một cái kê tay da như thế này. Thì kê tay da này sẽ giúp cho các bạn đỡ mỏi hơn khi mà sử dụng, thì mình có thể kê lên nhìn nó cũng đẹp và nó cũng đỡ mỏi hơn rất là nhiều. Đó, mình sử dụng máy tính khá là nhiều trong một ngày cho nên mình cũng cần phải có một cái kê tay da như thế này. Nếu các bạn muốn mua cái kê tay này thì mình cũng có thể để link bên dưới nhé. Ngoài ra thì chiếc bàn phím K100 RGB này thì bên mình đang có giảm giá chỉ còn có 800.000 đồng mà thôi. Quá là tuyệt vời cho một chiếc bàn phím RGB rất là đẹp. Còn nếu như các bạn mua combo cả bàn phím lẫn bộ keycap như thế này thì sẽ được free ship luôn. Với các bạn chỉ cần nói là bạn của anh Tiến đẹp trai là ok. Ngon hết. Đấy. Rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cho các bạn cùng chiêm ngưỡng cái bàn phím này khi mà mình tắt đèn đi và mình sẽ chạy các cái độ led của con K100 này cho các bạn coi. Sau khi các bạn đã chiêm ngưỡng bộ bàn phím RGB cùng với bộ keycap crystal tròn này thì các bạn lưu ý là nó rất dễ dẫn tới việc bị mù mắt hoặc là đuôi mắt bất chợt. Cho nên là các bạn lưu ý nếu mà các bạn có bị đuôi mắt hoặc mù mắt thì cũng không nên inbox ad để chửi nha. Cái đấy là chuyện rất là bình thường thôi, các bạn có thể đi phẫu thuật. Ok, vậy các bạn nghĩ sao về bộ keycap này? Khá là đẹp đúng không? Với tầm giá khoảng tầm 200 ngàn thôi. Bạn có thể thay đổi hoàn toàn cái bàn phím của mình rồi, cực kỳ đẹp. Nếu các bạn thấy đẹp hay là có thắc mắc gì về bộ keycap này thì hãy để lại comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn, bye bye. Phải nói là nhìn đẹp vãi cả nồi.